đi dạo một vòng xong rồi, bây giờ chúng ta hãy đi xem shop đồ lưu niệm nha các bạn. Đi xem coi có gì thú vị không, mua về làm quà ha. Thấy cái quả cầu tuyết này đẹp nè, để lắc lại thử lên coi nó sao nha. Lắc luôn 3 quả cầu luôn xem cái nào đẹp nhất. Wow, nhìn như tuyết rơi vậy đó. Wow, đẹp quá ha. Đó các bạn thấy bắt đầu là cầu cổng vàng hiện ra từ từ trong sương mù. Đẹp chưa? Cây thông cũng vậy nè, cây thông Giáng sinh từ từ hiện ra trong sương mù. Đẹp quá ha. Wow, đẹp ghê chưa? Bên kia là nhà tù Alcatraz. Bây giờ mình đi coi chỗ khác coi xem có gì thú vị nữa hay không nha. Móc khóa bóng chày và gậy bóng chày nè. Bưu ảnh về những cảnh đẹp của thành phố San Francisco nè. Wow, những đồ trang trí nhỏ xinh này dễ thương quá đi. Với hình tàu lửa nè. Wow, được sơn tô màu rất là đẹp ha. Đó, cầu cổng vàng nè. Đó, mô hình đồ chơi của cầu cổng vàng nè. Wow, đây là cái mô phỏng cái thành phố San Francisco nè. Đó, cái kiểu kiến trúc của nhà ở thành phố San Francisco. Rồi có cái cầu cổng vàng. Còn đây là ly. Ly mà có hình những biểu tượng của thành phố San Francisco cho nó ha. Đó, đây các em bé này là thích lắm đây. Các bé gái là thích lắm. Nàng tiên cá ha. Đây, cốc in hình cầu cổng vàng, hộp in hình cầu cổng vàng. Nhưng mà nó nói là cầu cổng vàng là biểu tượng của thành phố San Francisco mà. Còn đây là cái short. Đó, đây là những cái short đó, short cái hình nhà tù Alcatraz đó. Những cái short đó là người ở Mỹ này là người ta uống rượu trong những cái ly nhỏ nhỏ đó. Thì mình cũng có những cái ly nhỏ nhỏ, mình cái cốc uống rượu nhỏ nhỏ mà mình thấy mấy bạn nhậu, mấy ông nhậu hay nhậu đó, thì ở đây người ta gọi là short. Còn đây là những cái túi ha, túi ba lô đẹp quá ha. Còn đây là tạp dề nè, tạp dề cũng in hình San Francisco luôn, in hình cầu cổng vàng luôn. Đẹp chưa, dễ thương ha. Thì có bao nhiêu đây? 14 đô. 13 đô đến 9 là 14 đô. Nói chung khu du lịch mà, thành ra là giá cả rất chi là không phải chăng. Để lựa coi, lựa mua cái về để nấu ăn. Đây là áo nè. Đây là cái tấm nhắc nồi hoặc là cái bao tay để mình cầm những cái nồi, những cái chảo để khỏi bị nóng đó, khỏi bị bỏng tay, hoặc là để mình nướng đồ ở trong lò nướng. Đây, để coi bao nhiêu tiền nha. Đẹp ha, in những cái hình này đẹp ghê á.
Thôi những cái đồ này nhìn thì thấy thích lắm, nhưng mà cái đều mắc quá. Còn đây là những cái đồ nam châm để dán lên tủ lạnh đó, hoặc là lên cái bề mặt kim loại đó. Mình rất là khoái những cái này. Hầu như mình đi chơi ở đâu thì mình đều mua một cái về dán lên tủ lạnh để làm kỷ niệm. Cái này nó làm nó hay lắm nha các bạn. Nó không phải là một cái khối bằng phẳng mà nó là những cái miếng trang trí nó nổi lên. Nổi lên bên trên một cái miếng bằng, thành ra là nhìn nó sinh động, nó giống như là 3D vậy đó. Thì cái này có vẻ kiểu thiết kế mới đây. Nó không giống như những cái kia là nó chỉ giống như là một tấm hình phẳng thôi. Đó, quá trời kiểu luôn, quá trời hình luôn, không biết chọn cái nào luôn. Ok, rồi đi coi tiếp xem sao. Còn đây là những bức tranh chụp thành phố San Francisco này, chụp cầu Cổng Vàng này. Rất là đẹp ha. Đây là mấy đồ creepy này, dễ thương quá ha. Đó. Còn đây là áo phông. Áo phông, áo khoác nha. À, San Francisco là một thành phố mà nổi tiếng là của người thuộc giới tính thứ ba. Đây nè các bạn, thấy là một cái áo mà có 7 màu sắc giống như màu cầu vồng vậy đó, là cái đó là màu biểu trưng cho cái người thuộc thế giới thứ ba đó, cộng đồng LGBT đó. Yeah, đây là những cái móc khóa này đó, móc khóa dễ thương chưa, ring for sex. Mình rinh nãy giờ mà không thấy gì xảy ra hết trơn. Ai muốn cái này liên hệ mình nha. Ý mình nói là cái móc khóa. Đây chữ hát nè. Đẹp ha. Công nhận người ta hay ghê, người ta giỏi ghê. Nghĩ ra những cái hình dạng này rất là đẹp. Còn đây là những cái biển bảng tên mà làm sẵn nè. Ai mà có tên giống như vậy thì mua một cái về treo ha. Tiếc là không có tên mình. Có tên mình cũng không mua nữa. Mắc òm.
Còn đây là những con dấu ha, con dấu có khắc những chữ cái ở trên đó. Muốn thì mình có thể chọn những cái con dấu mà có chữ cái trùng với lại chữ cái đầu tiên trong tên của mình.